Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Tân Hội, thị xã Cây Lậy. Ở đây thì có một miếng đất lúa đang bán giá là 250 triệu 1.000 mét vuông. Em quay cho anh chị mình xem nha. Thì đất lúa của mình là sẽ nằm trên cái con đường đan này. Đường đan này thì em nghĩ là khoảng tầm chừng 2 mét đổ lại á anh chị. Trung bình là khoảng 2 mét đổ lại á. Bên hông đường thì còn trống. Thì em nghe nói là cái con đường này cũng có làm lại nhưng mà chưa biết là khi nào thôi. Có điều là đường ở trên đây thì dân ở thì cũng rất là đông, nhà ở thì cũng rất là đông nha anh chị. Rồi trước đất thì có đèn đường nè, quên có đường dây điện, đường điện rồi wifi là đầy đủ hết. Trước đất của mình thì có một cái con sông đi ngang qua. Thì anh chị nhìn nè, anh chị nào mà thích đất mà gần sông thì mình có thể quan tâm cái miếng này. Đó, đây là cái con sông trước đất mình ha. Đây anh chị nhìn xem. Đây. Thì cái miếng đất lúa này là miếng mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị mình nè. Đây. Miếng đất lúa của mình có diện tích là 7.900 mét vuông nha anh chị. Bề ngang là 32 mét, bề dài là khoảng 250 mét. Nói chung là đất này thì cái sổ cũng hồi xưa lâu lắm rồi. Cho nên là diện tích thì nó sẽ có một sự xê xích. Chủ người ta mới kêu giá là 250 triệu 1.000 mét vuông. Mà anh chị mình khi mà anh chị mua thì mình sẽ đăng ký đo đạc lại. Hoặc là mình sẽ nhờ địa chính đo lại cho mình xem diện tích chính xác là bao nhiêu. Mình sẽ tính tiền bao nhiêu ha. Thì bề ngang 32 mét là từ cái hàng cái bên này nè anh chị, từ cái hàng rào màu trắng của người ta. Từ hàng rào màu trắng bên này nè, đi ngang qua bên này luôn ha. Tới bờ bên này luôn là ngang 32 mét. Bề dài xuống bề dài xuống tuốt ở dưới đó anh chị ơi, dài là khoảng 250 mét á. Nó có một cái trắng trắng ngay chính giữa đường ở chỗ này nè, anh chị thấy không? Thì bề dài là tới đây á nha. Thì em xin nhắc lại, miếng đất lúa của mình có diện tích là 7.900 mét vuông. Đất thì có giấy tờ sổ đỏ đầy đủ, trong sổ là đất lúa nước luôn. Thì bề ngang là 32 mét, bề dài là khoảng 250 mét. Chủ bán giá là 250 triệu 1.000 mét vuông. Khi mà anh chị mua thì mình sẽ đăng ký đo đạc lại. Diện tích bao nhiêu thì mình sẽ tính tiền bao nhiêu. Thì có điều là như vậy. Thường thì đất lúa là anh chị nào mà ở nhà đã có sẵn sổ đất lúa hoặc là sổ cây lâu năm mình mới được đứng tên cái miếng đất này ha. Còn anh chị nào mà ở Sài Gòn thì có ông bà hay là cha mẹ mà có sổ đất cây lâu năm sẵn mình mới đứng tên được. Còn nếu không thì mình sẽ nhờ chủ đất. Nhờ chủ đất như cái miếng này là khoảng 7 công 9 đi. Thì nhờ chủ đất lên khoảng 2 công. 2 công đất cây lâu năm. Rồi rồi ra công chứng cho anh chị. Mình ra công chứng một lượt. Nhưng mà mình sẽ ra cái sổ đất cây lâu năm trước. Sau khi mà có sổ đất cây lâu năm rồi thì mình mới lên phường chỗ mà anh chị ở á. Mình xin cái công văn đất lúa. Sau đó thì mình mới tiếp tục mình đứng tên những cái miếng đất lúa ở ngoài sau ha anh chị. Thì cái này á, là khi nào anh chị mua em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị mình hiểu hơn. Đất ở đây thì là đất nước ngọt nha anh chị. Mình trồng cây ăn trái thì cũng khá là tốt. Thì anh chị nhìn xung quanh nhà hàng xóm nè, người ta cũng đã lên clip người ta trồng dừa trồng cây hết rồi. Chỉ có cái miếng này là mình chưa có trồng cái gì thôi. Nó. Xung quanh hàng xóm ở đây thì cái đường thì nó nhỏ nhưng mà hàng xóm thì cũng khá là đông ha anh chị. Giá 250 triệu 1.000 mét vuông thì giá cũng là khá tốt. Anh chị mình có thể mua rồi mình làm vườn cũng được. Anh chị mua xong rồi anh chị xây nhà. Ở đây thì mình xây nhà cấp 4 đơn giản là không cần lên thổ cư ha.
anh chị cứ xây nhà rồi mình lên clip mình làm vườn thôi. Ở đây thì bên tụi em có hỗ trợ làm vườn nữa. Ví dụ như anh chị muốn đặt cây gì đó thì tụi em lên clip cho anh chị rồi mình trồng thêm nhiều loại cây ăn trái khác. Còn nếu mà anh chị chưa cần làm gì hết thì mình mua để dành cũng được, mua để đây thôi. Đợi đường rồi nó làm hết rồi để thời gian thì đất cũng lên giá. Ở đây thì em cũng có hỏi cho anh chị nếu mà mình mua thì anh chị có thể cho thuê. Lúa này thì hiện tại là chủ người ta đang cho thuê một năm là được 18 dạ, 185 dạ lúa. 185 dạ lúa là tính ra thì một dạ lúa là khoảng 20 ký lúa. Có nghĩa là anh chị cho thuê thì một năm anh chị sẽ có khoảng 3.700 ký lúa. Mà 20 ký lúa thì anh chị giả ra thì được khoảng 12 ký gạo. Có nghĩa là anh chị cho thuê khoảng 7.9 miếng đất lúa này thì một năm anh chị sẽ có khoảng 2.220 ký gạo. Gạo là khỏi mua luôn ha anh chị. Nãy thì vậy thôi, còn anh chị ăn không hết thì mình có thể bán. Nói chung thì cho thuê thì cũng không nhiêu đâu anh chị, chủ yếu là mình em đang bận. Anh chị cho thuê thì chủ yếu là mình để dành thôi, giống như là mình anh chị mua đất để làm của thôi. Có 250 triệu 1.000 mét vuông thì giá là cũng khá tốt. Bây giờ em sẽ quay kỹ cái đường đi cho anh chị hơn ha. Này thì cái hướng bên kia là sẽ đi ra lộ đan, còn cái hướng bên này là mình sẽ đi ra lộ nhựa. Trước đất thì anh chị thấy nè, đường điện là cũng chằng chịt luôn. Có nghĩa là nhà ở đây rất là đông ha. Có điều là đường nó chưa làm thôi. Anh chị thấy là nhà hàng xóm xung quanh đây là ở cũng đông nè. Một lát á, em sẽ chạy ra ngoài kia cho anh chị mình nhìn thêm cái mật độ dân cư ở đây. Đó, đường xá ở đây là nó như vậy nè ha anh chị. Đường này là đường xe máy nha. Ở ngoài trước thì có con sông nè. Không khí thì khí hậu thì mát mẻ rồi. Đất thì có miếng đất này sẽ có hai sổ nha anh chị. Miếng đất của mình là hướng đông bắc nha. Đất là hướng đông bắc. Bây giờ để em mở định vị lên cho anh chị mình xem. Nè anh chị nhìn nè, thì anh chị thấy ở ngay đây á, là vị trí mà chỗ thị xã cây lậy á, còn đất của mình thì ở bên này. Đất của mình nó thì sẽ gần chợ ấp Bắc nha anh chị. Ở đây anh chị đi chợ chắc 10 phút á. Thì anh chị mình nhìn này nha. Cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng đó anh chị. Anh chị thấy cái con đường ở chỗ này không? Cái chỗ này là chỗ mà đang làm đường cao tốc luôn nè. Đó, chỗ trắng trắng đi ngang qua đó. Cái chỗ này là cái vòng xoay để xuống cao tốc nè. Sau này khi mà cái đường cao tốc làm xong á thì anh chị mình đi về đây nó sẽ gần hơn. Còn
Còn anh chị nhìn kỹ cái con đường trên cái màu xanh mà em thể hiện đó anh chị, thì anh chị thấy là đây là cái một cái con đường thông ha. Đường này thì trên đường này thì nhà dân cũng khá là nhiều. Để em phóng phóng lên cho anh chị xem ha. Thì anh chị mình nhìn này nha, cái chỗ mà có con sông đó anh chị, mấy bên này nè là lộ nhựa. Từ hình như là hồi nãy là em vô từ đây nè, hoặc là em vô từ ngay chỗ này nè. Nói chung là em nhớ là từ lộ nhựa em quẹo vô. Thì anh chị thấy là nhà xung quanh rất là đông ha. Những cái nhà mà trắng 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 nó nổi lên là nhà đó anh chị, còn lại là xung quanh là lúa không à. Thì mé sau nhà toàn là lúa. Nó em phóng kỹ lên cho anh chị xem nè. Thì anh chị thấy là nhà người ta ở đó anh chị, đông 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 ha. Nó em sẽ chạy dài theo cái đây là cái vị trí mà em đang ngồi luôn đó anh chị, cái miếng đất của mình nè. Ồ, nó có thể hiện ra cái miếng đất của mình luôn nè anh chị. Nó hơi mờ ha. Sao nó mờ vậy ta? Nó anh chị xem. Cái một bên á, cái mé bên cái mé bên này nè anh chị là đi ra ngoài lộ nhựa ha, nó sẽ gần hơn rất là nhiều. Còn cái mé bên trên đó là nó sẽ đi ra ngoài lộ đan. Em sẽ kéo cho anh chị mình xem thử ha. Thì anh chị thấy nhà người ta nè, nhà là ở cũng khá là đông nha. Thì những cái con đường mà có nhà đông và nhà thông như vậy nè, sau này với là nhà nước của mình sẽ mở đường thôi. Đó, anh chị thấy không, nhà khá là đông luôn đó. Nhà người ta ở sát sát nhau không à, cách nhau chắc khoảng tầm chừng 20 mét thôi là nhà gần gần nhau rồi đó anh chị. Đó, anh chị xem đấy, nhà khá là đông ha. Đó, rồi ra tới đây là nghe nói là ở ngoài này là lộ đan. Nè, còn mà phóng xa hơn thì anh chị thấy là bên này là thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ đi qua bên cầu Long Định ngay chỗ này. Mình sẽ đi qua Nhị Quý luôn, mình lên cái chỗ này. Thì ở cái vị trí em đang đứng á, xin nhắc lại với anh chị là xã Tân Hội, thị xã Cây Lậy nha. Thì Cây Lậy là ở chỗ này. Thì từ ở đây á, mà anh chị mình đi ra chỗ mà thị xã Cây Lậy luôn á, là khoảng nè, khoảng 9 cây số nha anh chị, chạy xe khoảng 20 phút. Nó từ ở vị trí của em mà đi ra thị xã Cây Lậy luôn là khoảng 9 cây số, chạy xe là 20 phút. Còn từ ở đây á, mà anh chị mình về thành phố Mỹ Tho á, là khoảng 27 cây số. Đây, 44 phút. Còn từ ở đây á, mà anh chị mình về bến xe miền Tây của Sài Gòn á, thì là khoảng 2 tiếng nha, 75 cây số. Muốn gớt cái điện thoại luôn rồi. Đấy anh chị xem cái khung cảnh nè. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi ra ngoài lộ nhựa ha. Đi anh Lâm ơi.
ra tới ngoài lộ nhựa rồi đó anh chị. Nói chung là nhà ở đây thì cũng khá là đông. Có điều là đất của mình là còn đất lúa thôi, đường thì đường xe máy thôi. Nhưng mà do là em đi cái đường ra lộ nhựa nó gần nhất á, đường nó nhỏ. Còn mà mình đi cái đường ngược lại nó xa hơn, nhưng mà đường nó sẽ không có nhỏ như bên này nha anh chị. Rồi em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Em sẽ quay thêm nhiều cái miếng đất khác nữa cho anh chị mình xem. Cũng cảm ơn anh chị, hôm nay em bệnh em ho nhiều quá, anh chị quan tâm, được anh chị quan tâm em rất là vui. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.